Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Z Channel. Trên tay mình hiện tại là chiếc Xiaomi Redmi Note 10S. Đây là một phiên bản nâng cấp của chiếc Redmi Note 10 và vừa được Xiaomi bổ sung vào dòng Redmi Note 10 series gần đây. Và đây vẫn là một sản phẩm có một cái mức giá rẻ nhưng mà được trang bị những cái tính năng rất là xịn sò, ít thấy ở tầm giá này. Và cụ thể nó là gì thì các bạn sẽ cùng mình khám phá trong video này nhé. Và ở đây thì mình đang có tùy chọn Redmi Note 10S phiên bản màu xám nè. Và chiếc Xiaomi Redmi Note 10 trước đây đã gây ấn tượng với người dùng rất là nhiều bởi vì là một sản phẩm giá rẻ và có trang bị công nghệ kháng nước. Và đây là một cái phiên bản nâng cấp cho nên tất nhiên nó cũng sẽ được trang bị công nghệ này. Cụ thể thì chiếc Redmi Note 10S này cũng sẽ được trang bị công nghệ kháng nước bụi IP53. Và đây là một cái điểm rất là hiếm thấy trên một chiếc smartphone giá rẻ như vậy. Ngoại hình của chiếc Redmi Note 10S thì nó cũng rất là tương đồng với lại dòng Redmi Note 10 series luôn. Chúng ta sẽ có một cái mặt lưng làm bằng chất liệu nhựa nè và nó sẽ được hoàn thiện một cách bóng bẩy với những cái hiệu ứng về sáng chạy ngang mặt lưng máy để có thể tạo cho máy một cái điểm nhấn nhiều hơn. Ở phía trên là một cái cụm 4 camera với thiết kế rất là đặc trưng của dòng Redmi Note 10 series. Thông số camera thì sẽ được nâng cấp hơn một chút so với dòng Redmi Note 10. Cụ thể chúng ta sẽ có camera chính là 64 megapixel, còn lại 3 camera thì vẫn giữ nguyên thông số cũ là 8 megapixel góc rộng, 2 megapixel macro và 2 megapixel đo chiều sâu để chụp ảnh xóa phông. Nếu mà xét theo số lượng thì cái cụm camera này có thể mang đến cho người dùng có thể nói là đầy đủ những cái tùy chọn chụp ảnh được ưa chuộng hiện nay luôn, như là góc rộng này, chụp ảnh xóa phông rồi chụp ảnh cận cảnh các kiểu. Tuy nhiên về chất lượng thì mình đánh giá là nó không quá xuất sắc, đặc biệt là với những cái bức ảnh khi mà các bạn chụp thiếu sáng, hình ảnh thì nó không có nét căng mà thay vào đó nó sẽ hơi bệnh một chút xíu. Và ngoài ra trong phần quay video thì máy còn có khả năng quay video 4K cho các bạn nữa. Nhưng mà chất lượng thì mình thấy là nó cũng không có quá nổi bật lắm đâu, chất ảnh vẫn rất là bệt như khi chúng ta chụp ảnh vậy. Và lần này thì màn hình vẫn là một cái điểm mạnh của chiếc Redmi Note 10S. Và dòng Redmi Note 10 series là dòng Redmi đầu tiên được trang bị màn hình AMOLED ở hầu hết tất cả phiên bản, và chiếc Redmi Note 10S này cũng vậy. Màn hình của máy sẽ có kích thước là 6.43 inch, sử dụng tấm nền AMOLED, độ phân giải là Full HD Plus. Nếu như mà xét vào chi tiết á, thì các bạn sẽ thấy là có những cái điểm như là cái phần viền của nó vẫn chưa thực sự mỏng, đặc biệt là cạnh dưới nè. Tuy nhiên thì thông số và chất lượng hiển thị của màn hình đã che mờ đi tất cả. Bởi vì suy cho cùng thì cái mà chúng ta sử dụng nhiều nhất vẫn là cái màn hình, và cái chúng ta cần nhất vẫn là cái chất lượng hiển thị của màn hình thôi. Và chắc chắn là cái chất lượng hiển thị của màn hình trên Redmi Note 10S sẽ cho các bạn một cái trải nghiệm rất là tốt với hình ảnh hiển thị sắc nét nè, màu sắc cũng rất là đẹp mắt nữa. Giống như hầu hết những cái sản phẩm trong dòng Redmi Note 10 thì ở Redmi Note 10S, cảm biến vân tay cũng sẽ được tích hợp luôn vào nút nguồn để giúp cho các bạn có được một cái thao tác mở khóa nhanh chóng và tiện lợi nhất. Và khi mở máy thì các bạn chỉ cần chạm nhẹ vào cái phần cảm biến vân tay này thôi, chúng ta cũng không cần nhấn vào phần nút nguồn đâu, thì máy sẽ ngay lập tức mở khóa cho các bạn. Và nếu như hầu hết những tùy chọn trong cái dòng Redmi Note 10 đều được trang bị con chip Snapdragon, thì chiếc Redmi Note 10S này lại được trang bị con chip là MediaTek Helio G95. Kết hợp với đó chúng ta sẽ có 6GB và 64GB RAM, thì đây vẫn là một cái cấu hình có thể đáp ứng được tốt những cái nhu cầu sử dụng hàng ngày của các bạn. Pin của máy vẫn sẽ là 5000mAh và máy sẽ hỗ trợ sạc nhanh 33W với củ sạc đi kèm với hộp cho các bạn luôn. Và điểm lại một số điểm mạnh của chiếc Redmi Note 10S này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với chất lượng hiển thị rất là tốt nè, cũng như là công nghệ kháng nước bụi IP53 trong phân khúc giá rẻ, một cái viền pin lớn và tốc độ sạc nhanh nữa. Hiện tại thì các bạn có thể xem thêm thông tin về giá bán cũng như là những chương trình ưu đãi của chiếc Redmi Note 10S này tại trang web fptshop.com.vn. Thông tin thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nha. Còn nếu các bạn có thêm bất kỳ thắc mắc nào hoặc là cảm nhận gì về chiếc smartphone này thì các bạn có thể để lại comment bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.